Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tiếp tục trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio. Những clip đầu năm, Khôi gọi lời chúc đến tất cả mọi người đón năm mới 2024 vui vẻ và thành công. Và trở lại với hôm nay này sẽ là một bộ ghép hoàn toàn mới, lần đầu tiên lên sóng này trong năm 2024 này. Đó là một cặp loa đồng trục đến từ thương hiệu Yensen và cái model nằm trong series Delta đời lớn 220 đây nè. Nó có đây là 110 rồi tới 220 gì đó, nhưng mà đây là đời khá lớn, dùng loa đồng trục và có chép còi và cốt server. Thì cặp này Khôi cũng đã từng bán vài lần nữa nè. Tuy nhiên cái sự khác biệt hôm nay nó là có luôn cái thùng zin của hãng này. Đó là sự khác biệt. Thì anh em nào mà đang tìm kiếm loa đồng trục và đặc biệt cái này lại thích nhà cái thùng zin thì nhân tay sở hữu cặp loa này. Và chiều nay thì có một người hôm qua Khôi live stream á, thì có một khách hỏi là đồng trục và tuần dài thì nó khác nhau như thế nào. Thì Khôi sẽ chia sẻ với anh em là cái cơ bản nhất nó khác nhau là đồng trục là nó công suất lớn hơn nha, nghe cái âm trầm nó tốt hơn, và cái thứ hai là nó có cái cốt server chỉnh được cái phần trung âm, còn toàn dài thì không chỉnh được nha. Rồi khác biệt hai phần như vậy, và cái phần giống nhau là nó không có phân tần nha, phân tần được tích hợp trên loa, trên củ loa đó. Rồi anh em cùng tham khảo thêm. Đây Khôi đang test nha, Khôi mở nhỏ lại chút, Khôi mở nhỏ lại tí nha. Đây nè, rất là đẹp luôn. Cái này dòng này là căng cước đây này, nó còn từ với dòng của AR cái cước này, nhưng mà đây là cước màu nâu. Đây là cái màu đặc trưng của hãng, nó không đụng với ai hết ha. Và nó là dính liền, thì muốn mở thì nó mở, mình mở phải mở phía sau. Cặp loa còn nguyên bản mộc chư qua xì ba này nha. Khôi cố tình Khôi để lại luôn để cho anh em nào mà thích cái đồ mộc mạc này á thì mình giữ lại. Thì cái cách đó này, nếu mà anh em muốn xem được cái củ loa ha mà không tháo ra, hoặc là tại cái nơi mà không có chỗ tháo á, thì đây Khôi sẽ chia sẻ cho anh em ha. Đây anh em dùng một cái đèn mình rồi vào thì mình sẽ thấy, mắt thường thấy rất là rõ đây, mình sẽ thấy ở đây nè. Đó đây, nó có một cái kèn rồi một cái phèo, rồi nó mới tới một cái bát này dân vải này. Đó, thấy không? Đó mình thấy không? Đó, thấy rõ luôn, mắt thường sẽ rõ hơn là lúc Khôi quay bằng điện thoại nha. Đó là cái cách nhìn xem cái củ ha. Thì củ này là củ Delta Bass 30 nè, mặt cây đít cây nha, nên những cái đít giống AR không, đẹp tuyệt luôn. Cốt chỉnh này, đây, cốt chỉnh Yensen Delta 220. Ở đây họ làm bằng cái oxit anh em nha, nó giống với AR luôn. Thì cái cặp loa này cũng được ra đời vào những cái thập niên 1960s, không có thời gian cố định nữa nè. Nó tầm vào 60-70 đó nha, nó thuộc về hồi là cổ. Thì hiện tại dưới này này, do là nó có cái chân này, nó có cái miếng người ta đóng để kê á, nên nó bị úp lại đấy. Còn đẹp lắm, không biết có trùng series không, nhưng mà hai cái mặt nó đẹp giống nhau. AR nó còn khác cái cặp này là nó giống luôn nè, không tuyệt vời ha. Về kích thước này, kích thước này 20 này, 40 này, cho là kích thước khoảng 66 này, 66 ha, sâu thì khoảng 28, rồng thì 40 nha. Đấy, chuẩn của cái loa cổ. Thì anh em nào yêu thích thì xem clip tiếp theo ha. Thì chắc chắn rồi, Khôi sẽ tháo cái củ loa ra cho anh em cùng xem nha. Bây giờ anh em đợi Khôi trong giây lát. Đây Khôi tháo cho anh em xem bên trong nha. Thì đầu tiên anh em cùng xem là cái bóng mút này, gỗ rất là đẹp ha, thật sự đẹp ấy, anh em cùng xem tuyệt vời luôn, còn cứng chắc luôn ha. Thì chứng tỏ cặp này được lưu kho rất là tốt ha, rất tốt. Họ cẩn thận và đánh dấu luôn này, số 75 này ha, là nó đúng một cặp. Đúng một cặp này, vì sao? Vì có cái củ loa này á, nó đi theo cặp này, series á nha, series theo cặp. Thì trước khi mà ship về thì Khôi cũng là kiểm tra rồi, nhưng mà hôm nay quay lại để cho anh em cùng xem thì yên tâm. Đấy, nó là Yensen đồng trục series Delta đó. Model của nó là DL220, và trong cái dòng 3 Bass 30 thì đây cũng là model cuối cùng rồi.
Model này là 8 ohm 20W nên nó hợp với các âm ly class A, âm ly đèn hoặc là âm ly xuất tụ công suất nhỏ nha. Âm ly xuất tụ công suất nhỏ 25W, 3W, 30W là đánh được rồi. Còn đèn thì 15W là ok, bóng L84 là đủ đánh rồi nha. Và chắc chắn thì Khôi cũng sẽ quấn L84 cho anh em cùng nghe. Thì đây anh em, Khôi khỏi tháo nha. Ý là Khôi khỏi tháo cái cụ mặt trước nó ra. Nhưng mà trước đó Khôi có cái ảnh đây rồi nè. Đây nè. Đó, cái ảnh của nó ha. Đồng chất, đồng màu, trùng series. Đó, theo cái bát này. Nhiều người sẽ hỏi là lấy cái gì thì Khôi cũng giải thích luôn anh em. Đây là cái vết nối của cái màng giấy nha. Đó. Ok chưa? Đó, cả hai cái nha. Đó, đầy đủ nha. Xuất sắc, chỉ dùng một từ là xuất sắc thôi. Thì cái này đồng trục á, nó có nhiều dòng. Thì nói đời này là đời chép còi anh em, lưu ý nha, chép còi. Đó, chép còi. Nên nó là phiên bản đỉnh nhất. Đó, đây nè, Jensen Delta series này. Đấy, ok ha. Rồi, Khôi là bán rõ ràng các kiểu. Về cái mức giá này thì Khôi báo cho anh em tham khảo nha. Ví dụ như nhiều người muốn biết được cái tầm giá để tới đây khỏi mất thời gian thì Khôi cũng báo luôn. Thì cái củ loa này á, trên thị trường thì các shop mà chuyên về cái loa đồng trục tầng dài này á, hoặc là một số anh em mà mua cái củ loa về để đóng lên thùng á, thì có cái mức giá dao động từ 20-22 triệu, tùy theo thời điểm em, có thể là rẻ hơn hoặc cao hơn nhé, tùy theo thời điểm, nhưng mà tầm giá đó. Còn Khôi thì ship về cả thùng zin luôn, à, cả thùng zin luôn. Và cái mức giá Khôi bán để anh em Khôi báo để anh em tham khảo là hơn 25 triệu nha. Thì mức giá luôn luôn có vào cuối clip đó, nên anh em nào mà thật sự á, quan tâm á, thì mình xem hết clip thì lúc nào cũng có giá bán nha. Đó là cái mặc định, là cái mỗi người có một cái cách bán hàng riêng, thì cái kênh của Khôi là lúc nào cũng có giá cuối clip. Rồi anh em mình xem phần cuối nha. Còn bây giờ thì Khôi lắp vào và test thử chất âm. Bơ hồ theo gió lan.
có cây thêm âm thầm đừng buồn trong ánh sao như chiếu nhìn mắt ta bao lạnh lùng lấy hồn ta rồi ta thứ, ví dụ như coi chia sẻ thôi chứ không có ý gì rồi là cà khịa gì hết, như shop của Khoa Audio á, đó ở Long An á, thì họ trang bị một cái máy quay hàng trăm triệu này, thật sự luôn, mình cũng rất là mê và ước một ngày để có điều kiện để sắm một cái máy quay như vậy và một cái phòng cách âm nữa, thì chất lượng nó sẽ cao hơn, mình thưởng thức nó tuyệt vời hơn. Đó, còn Khôi chỉ quay bằng điện thoại và một cái phòng khách bình thường thôi nhé. Những anh em tới thì cũng đã chiêm nghiệm trực tiếp rồi đó. Nhưng nên anh em chủ yếu là để mình hình dung, mình nghe thử. Mình chỉ cần nó hợp tai, thấy nó có cảm giác thích là được. Thực tế nó sẽ hay hơn rất nhiều nha. Rồi loa thì bao zin từ A đến Z và đẹp xuất thần xuất sắc luôn, gì cũng được. Rồi mức giá này như Khôi đã báo đầu clip là hơn 25 triệu. Thì Khôi vẫn giữ cái mức giá tốt cho những anh em nào chốt trong cái dịp đầu năm. Và mức giá chỉ dao động từ 25 cho tới 30 triệu, chưa tới 30 triệu. Còn nếu mà bán lẻ là theo cái giá thị trường á, thì chắc chắn nó phải ngoài 30 nè nha. Còn những ngày đầu năm thì vẫn bán giá tốt. Cụ loa thì có giá từ 20-22. Còn cái thùng loa này thì có giá từ 10-15 triệu. Đấy, ví dụ vậy để là mình biết được cái món giá trị của món hàng loa đồng trục nhé. Rồi Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại, vẫn là giao dịch như cũ. Anh em tin tưởng thì chuyển khoản cho tiền, còn nếu mà chưa tin tưởng, chưa yên tâm á, thì cọc cho Khôi 30% nha. Còn chuyển khoản đủ thì Khôi sẽ bao ship tận nơi, không có anh em chỉ việc nhận hàng và không tốn phí gì hết nhé. Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.